quý vị, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024, và chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật các đại biểu đại diện doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp mặt các đại diện doanh nghiệp, khẳng định đây là dịp để tôn vinh, ghi nhận những cống hiến, đóng góp quan trọng của lực lượng doanh nhân vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại cuộc gặp mặt, các doanh nghiệp cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Việc ban hành và thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đang từng bước đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh. Lắng nghe những mong muốn, đề xuất của đại diện các doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đời của Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 cách đây 20 năm đánh dấu sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, cũng là sự công nhận của xã hội về vai trò và những đóng góp lớn lao của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Đất nước ta có được vị thế kinh tế quốc tế như hôm nay cũng có sự cống hiến, đóng góp và tài năng của giới doanh nhân Việt Nam. Chúng tôi cũng thấy là các doanh nhân bằng những ý tưởng sáng tạo và khả năng chấp nhận rủi ro tạo ra các doanh nghiệp đóng vai trò động lực của tăng trưởng, tạo ra nhiều việc làm, nộp thuế cho nhà nước, nâng cao mức sống cho người lao động, thúc đẩy xã hội tiến bộ. Hôm nay ngồi đây chúng ta rất tự hào về cái điều đó. Các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy và cải cách kinh tế, định hình các chính sách phát triển và cải thiện môi trường kinh doanh và đổi mới trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước. Đấy, chính vì cái sự phát triển của doanh nghiệp mà nhà nước phải kịp thời theo cái việc đó, phải theo cùng, đồng thời cũng phải cải cách đấy, để làm sao kinh tế đất nước phát triển, để làm sao cho doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh biểu dương những kết quả quan trọng của đội ngũ doanh nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ một số hạn chế như đội ngũ doanh nhân vẫn còn nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, năng lực quản trị hạn chế. Môi trường để phát triển đội ngũ doanh nhân còn nhiều khó khăn, mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quy định khuyến khích, thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, quyền tiếp cận các cơ hội kinh doanh, nguồn lực kinh tế chưa thực sự bình đẳng, đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ thể chế, chính sách cho đến thực thi đối với tất cả các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương của cả hệ thống chính trị. Nhấn mạnh doanh nghiệp thịnh vượng thì quốc gia sẽ thịnh vượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý cần phát huy những tiến bộ công nghệ cùng với những cải cách thể chế và môi trường kinh doanh sẽ tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển, đóng góp cho xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tôi cũng tin rằng là cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ chắc chắn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đấy, có người nói là trước đây mình cũng đứng dậy mình đi rồi, nhưng mà mình còn đi hơi lom khom. Bây giờ vươn thẳng dậy, tinh thần là như là thánh gióng, phi như thánh gióng thì mới kịp được cái tốc độ này. Tôi cũng mong muốn rằng các cái cơ quan của nhà nước đấy, cơ quan quản lý đây tích cực đối thoại với doanh nghiệp, với doanh nhân đấy, với mục tiêu là đấy, làm sao tạo được một cái sự thấu hiểu, chia sẻ và phải có khát vọng tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu này. Mình không hề nhỏ bé, mình không tự ti vào cái việc này, mình đã làm và mình cũng đã có những thành công, bây giờ nhiều hơn nữa lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Đến năm 2045, Việt Nam có trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao hay không là nhờ sự đóng góp của đội ngũ doanh nhân hôm nay và tương lai.